Dạ, ông nhỏ miền Tây mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chiều nay cho con nhân câu điên ở nhà, dân bằng mồi cua chứ mình dân lứ mà ở nhà cùng đi. Cua mà trùng. Giờ này cũng sắp chặn bạn rồi, mấy cho con cũng đi lên tới địa điểm này nè cả nhà. Hôm nay là mình dân ở khu lúa chét này nè. Hồi sáng thì mấy cho con có xúc mô bắt cua nên là chịu đi dân câu luôn. Làm đêm bữa nha con. Dạ. Dân người ở đây đợi tối đi thăm mình mới về tại cũng xa nhà. Hôm nay giữ này giùm chị đi. Cái bảo bối để quay đêm của mình đó. Ủa mình vừa dăng vừa móc mồi hay sao vậy anh? Đúng rồi. Dăng tới đâu móc tới đó luôn. Vừa cho dăng lưới con ơi. Vừa cho xuống cho dăng lưới. Lưới để. Dạ. Đối. Vì con bơi hả? Ừ. Cha có ngã rẽ riêng. Nhờ bữa nay bổ câu cặp mé, cha bổ mấy tay lưới. Đông quá bổ không được. Đây đấy. Mình cảnh nha. Lâu rồi. Lưỡi trùng, lưỡi cua. Dính được em nào dính. Cửa cổ áo lại anh. Từ mũi với mũi nè. Cái áo mà nó phai màu theo năm tháng. Xong rồi cần đè cái dây đó xuống mọi người. Chết rồi. Đi không kịp mà kiểu không kịp để chuẩn bị câu cây luôn. Con gì nữa một viền câu vậy là có hai lữ rồi cả nhà, bên gắn mồi trùng bên gắn mồi cua. Ăn được cái nào ăn, không có cá lóc thì kiếm cá rô. Kho tương hộp quá thì mấy chị em có chuẩn bị thêm sả ớt này cả nhà, này là tương hộp, mình chuẩn bị thêm rau nhút, đậu rồng với bông điên điển để hồi mình chấm chung. Còn đây là con cá rô biển nè, hồi nãy có đổ lợp được nè cả nhà. Cái rô biển thì chiên ngon nên là mặn xong rồi mấy chị em muối. Dưới đây mấy con cá rô này dính lưới nè, nhưng mà do nó cũng bị chết á nên là muối luôn. Cá này thì muối để đây cho nó thấm đi, rồi chắc chiều cả nhà mới chiên lên ăn cơm chiều. Còn buổi sáng thì ăn cá kho tương hộp chấm gạo. Rồi cá em cũng chiên xong rồi, giờ em sẽ bắt đầu thử tỏi với xả để kho cá. Cái này tỏi vàng thơm mà em cho tương hộp vô. Cho cá vô.
từng hộp thơm quá em. Dạ. Từng hộp này mà bữa nào ngày rằm á cả nhà. Ăn tương cái mua về kho lên cái chấm gạo kho chung với tàu hũ với nấm rơm. Tương hột là có vị ngọt đó cả nhà, mặn thì mặn vừa phải à, chứ không có đậm. Rồi em cho xả với ớt vô cho nó thấm luôn. Mấy chị em có để ít tương ớt vô cả nhà, cho cái nước kho nó đậm đà, có vị cay nhẹ. Về mấy chị em kho chín này nè cả nhà. Ngày nay mình chấm thêm ít rau nữa là con xin mời mẹ ăn cơm mời cả nhà luôn. Chào cả nhà em. Bữa nay ăn cơm với con bữa. Mời cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Có tương ớt lên nó có cái mùi lạ lạ liền nha. Dạ xin mời cả nhà nha. Dạ mời cả nhà nha. Mình thấy cái đập bóng nó tạo nên quyền hội nữa. Dính ghê hồn thôi chứ. Dính quá nhiều luôn. Nói ngay rồi con cá biển nữa nhé. Sáng hôm nay cha đi đám giỗ nhà anh ba cả nhà, nên là cha không có ăn cơm, cha giữ gia phú cho mẹ ăn. Nay tính ra mình cái chính là mình đi giăng câu với lại mình giăng lưới, mà mình ăn cá trong cái lợp bóng là cái phụ. Nó bẻ giòn. Nhưng mà thấy mưa hôm thấy gầu. Về tới nhà cũng mừng. Mưa quá trời mưa ầm ầm. Mưa gặp ngang châu giả hư nữa. Trời trời nó hôm muốn khóc luôn trời ạ. Mưa hư đâu không hư. Hư ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng lại hư. Mưa mà học mưa gấp khúc mà không thấy đường chạy xe luôn. Đâu gặp này mà gặp mắm chân nha. Mắm chân mà mình bằm với thịt ba gọi anh. Ừ. Mắm bằm xúc cho đầu gọng vô mắm cắn một cái trời ơi
thứ gì chịu nổi ha. Đi đồng mới ăn nhiều, ở nhà ăn ít. Có khi mình cho ở nhà thêm tầng lái nữa ha. Để đi theo hoa hậu luôn. Đây Quỳ đi học từ châu Tiên đi 2 ngày. Đi không Út? Nhà mẹ với Út Tiên là thay thế cả nhà. Một người thì giữ gia phú, còn một người thì đưa rước Lan Vi. Năm mẫu giáo thì học bán chú, rồi học rồi ở trường luôn, còn năm nay là không có dạy bán chú nữa, lớp 1 rồi, nên là phải đưa rước. Cái này bọn em có chiên lại ha? Chiên sơ, kho với tương hột. Biết nhiêu năm trời có được chỗ ăn vững chắc chút ha. Để cho mấy mẹ con tiếp tục dùng bữa, xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video, hẹn cả nhà những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.